cận cảnh video rơi cánh quạt điện gió ở Bạc Liêu gây thiệt hại 200 tỷ đồng. Tối ngày 1 tháng 3, một cán bộ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn hy hữu khi một trụ điện gió đang hoạt động bất ngờ bị gãy ba cánh quạt rơi xuống đất, hư hỏng hoàn toàn. Cụ thể, hơn 17 giờ cùng ngày, tại trụ điện gió số 8 thuộc dự án nhà máy điện gió Hòa Bình 5, ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, ba cánh quạt bất ngờ bị gãy rơi xuống đất. Các cánh quạt nằm vắt ngang tuyến đường, làm sập một phần căn nhà của người dân chứa thức ăn nuôi cá. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Theo người dân chứng kiến và cũng theo camera an ninh ghi lại cho thấy, khi xảy ra vụ việc, các trụ điện gió đang hoạt động bình thường. Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, sự cố đã gây thiệt hại cho công ty cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu khoảng 200 tỷ đồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho hay, nguyên nhân dẫn đến sự cố đang được các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ. Đồng thời, vị này cũng yêu cầu chủ đầu tư về lâu dài cần thường xuyên kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn và tránh xảy ra sự cố tương tự trong quá trình hoạt động. Được biết, nhà máy điện gió này có công suất 80 triệu W với tổng số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Dự án xây dựng trên diện tích hơn 27 hectare với 26 trụ tua bin, sản lượng khai thác bình quân là 280 triệu kW mỗi năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!